chiếc máy đo đường huyết ngay tại nhà sẽ giúp bạn dễ dàng kiểm tra sức khỏe của mình cũng như là những người thân yêu. Hôm nay Meta sẽ giới thiệu đến quý vị chiếc máy đo đường huyết OneTouch Ultra 2. Sản phẩm này được nghiên cứu là cho kết quả chính xác lên đến 99%. Và ngay bây giờ Meta sẽ giúp bạn tìm hiểu tính năng cũng như là hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng máy nhé. Máy đo đường huyết OneTouch Ultra 2 có độ chính xác cao là nhờ quay thử được sử dụng một hệ men glucose oxidase. Máy được nghiên cứu bởi tập đoàn LifeScan Johnson & Johnson của Mỹ. Máy có khả năng đo kết quả trung bình của 7, 14, 30 ngày, giúp bạn dễ dàng theo dõi kết quả điều trị và sức khỏe của mình. Bộ sản phẩm máy đo đường huyết OneTouch Ultra 2 được trang bị một túi đựng chuyên dụng, giúp bạn có thể dễ dàng mang theo khi đi du lịch hay là đi công tác xa. Một máy đo đường huyết OneTouch Ultra 2, một bút chích máu, 5 bút chích máu, một lọ dung dịch chuẩn OneTouch Ultra. Dung dịch chuẩn OneTouch Ultra chứa một lượng glucose xác định, giúp bạn có thể dễ dàng kiểm tra máy đo đường huyết và quay thử máu có hoạt động tốt hay không. Với 10 que. Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Như các bạn có thể quan sát, máy đo đường huyết OneTouch Ultra 2 tại meta.vn có tem đảm bảo chất lượng của công ty Johnson & Johnson. Phía sau máy là khay chứa pin. Máy được trang bị sẵn 2 pin CR2032 lithium. Pin phía dưới là dùng để cho màn hình. Pin phía trên là dùng cho máy. Lưu ý khi lắp pin, các bạn sẽ lắp biểu tượng có dấu dương hướng lên phía trên. Khi pin yếu, biểu tượng cảnh báo pin yếu sẽ được hiển thị ở góc bên phải màn hình. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể dùng ít nhất 100 lần nữa trước khi máy hết pin hẳn. Phía trên các bạn có thể quan sát, đây là khe cắm quay thử. Phía dưới là khe cắm jack kết nối với máy tính, giúp bạn có thể truyền các dữ liệu vào máy tính. Tuy nhiên bạn cần trang bị jack kết nối. Phía trước máy là màn hình lớn, giúp hiển thị các thông số rõ ràng. Nút OK để tắt bật máy và xác nhận các cài đặt. Hai nút mũi tên lên xuống là để các bạn điều chỉnh các chức năng của máy. Để bật máy, bạn nhấn giữ nút OK trong vòng 2 giây. Nếu màn hình hiển thị hoàn toàn màu đen, có nghĩa là máy hoạt động tốt. Để tắt máy, bạn nhấn giữ nút OK trong vòng 5 giây. Hoặc máy sẽ tự động tắt sau 2 phút nếu không sử dụng. Bây giờ Meta sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt ngôn ngữ cũng như là thời gian. Bạn bật máy. Ấn giữ nút OK để bật đèn. Đèn màn hình được sáng. Màn hình sẽ ở chế độ Language. Chọn nút OK để xác nhận ngôn ngữ. Sau đó màn hình sẽ về chế độ Date Format. Bạn có thể chọn chế độ ngày trước tháng sau hoặc tháng trước ngày sau. Sử dụng mũi tên lên xuống để lựa chọn. Dùng nút OK để xác nhận. Cài đặt số ngày tháng năm bằng nút mũi tên lên xuống. Dùng nút OK để xác nhận. Bạn có thể lựa chọn chế độ giờ, 24 giờ hoặc AM, PM. Sử dụng nút OK để xác nhận. Cài đặt số giờ và số phút bằng cách sử dụng nút mũi tên lên xuống. Sau khi cài đặt được hoàn tất, màn hình sẽ hiển thị ngôn ngữ, số ngày, số thời gian, giờ phút, đơn vị đo. Chọn Yes để xác nhận hoàn toàn. Chọn No để xóa mọi cài đặt. Sau khi xác nhận cài đặt, màn hình sẽ trở về Main Menu. Bạn có thể bật tắt các chức năng đánh dấu và ghi chú bằng cách lựa chọn Setup vào phần Flag Command.
Chọn Yes nếu bật các chức năng và chọn No nếu muốn tắt các chức năng đánh dấu và ghi chú. Để tiến hành đo đường huyết, bạn lấy máu bằng kim chích máu. Máy được trang bị một gói gồm 10 kim chích máu. Lưu ý là luôn sử dụng kim chích máu đã được tiệt trùng, chỉ sử dụng kim chích máu một lần duy nhất. Đây là bút chích máu. Phía bên trong là chốt giữ kim chích máu. Nút nhả kim. Lấy lên cò. Phía cuối là nút điều chỉnh nồng độ nông sâu của da. Máy được trang bị hai nắp bút chích máu. Nắp màu xanh là sử dụng để lấy máu ở đầu ngón tay. Nắp màu trong suốt là để sử dụng ở các vị trí khác. Bạn có thể thử đứng huyết hàng ngày và trước bữa ăn. Lấy máu ở đầu ngón tay, cánh tay hoặc bàn tay. Thử trước hoặc là sau khi ăn 2 giờ. Ở đầu ngón tay, cánh tay hoặc bàn tay. Khi đường huyết thay đổi như là 2 giờ sau khi ăn, trong vòng 2 giờ sau khi tiêm insulin, trong khi tập thể dục hoặc 2 giờ sau khi tập thể dục thì nên lấy máu ở đầu ngón tay, hoặc khi có nguy cơ hạ đường huyết thì nên lấy máu ở đầu ngón tay. Sau đó các bạn sẽ lấy mẫu máu bằng quay thử máu. Máy được trang bị một lọ 10 quay thử máu. Đây là đầu trên của que thử, nơi thẩm thấu máu khi đo. Đầu tiếp xúc, bạn sẽ gắn phần này của que thử vào máy. Ô màu vàng là ô xác nhận đủ máu. Trước khi sử dụng, bạn kiểm tra số cốt trên lọ que thử. Cắm que thử vào để bật máy. Chú ý cắm đầu 3 sọc đen, không làm gãy que thử. Nếu số cốt trên máy không trùng với lọ que thử, bấm nút mũi tên lên xuống. Màn hình sẽ xuất hiện apply toàn với biểu tượng hình giọt máu. Nếu số cốt đã trùng, bấm OK để xác nhận. Bấm nút mũi tên lên để chuyển từ màn hình apply toàn sang chế độ apply control. Lắc đều dung dịch chuẩn. Để một giọt dung dịch chuẩn vào khe xác nhận đủ máu. Màn hình sẽ hiển thị. Bạn có thể so sánh kết quả trên màn hình với bảng trong hướng dẫn sử dụng. Để đọc và xem lại kết quả đo, bạn vào phần main menu. Last result để xem kết quả đo gần nhất. All result để xem tất cả các kết quả lưu trong bộ nhớ. Máy có khả năng lưu tối đa 500 kết quả và sẽ hiển thị 4 kết quả liên tiếp mỗi lần. Result event để xem kết quả đo trung bình. Nếu màn hình hiển thị biểu tượng HI, có nghĩa là kết quả đo trên 600mg DL, tương đương với 33,3 mmol trên lít. Biểu tượng LO là kết quả thấp dưới 20 mg trên DL, tương đương với 1.1 mmol trên lít. Biểu tượng sao là nếu có ghi chú và đính kèm. Biểu tượng C là kết quả đo bằng dung dịch chuẩn. Dấu trừ là kết quả đo trước khi ăn và dấu cộng là kết quả đo sau khi ăn. Để tắt máy, bạn lựa chọn Matter Off. Như vậy là Meta vừa hướng dẫn bạn cách cài đặt cũng như là sử dụng máy đo đường huyết OneTouch Ultra. Để đặt mua sản phẩm này, quý vị hãy liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại tại Hà Nội 024-3785-5633 hoặc tại Thành phố Hồ Chí Minh 028-3830-8569, hoặc quý vị có thể truy cập website meta.vn để xem chi tiết sản phẩm và đặt online. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!